Mới đây, bà Đặng Thùy Trang cho biết đã nộp đơn khởi kiện Hoa hậu Thùy Tiên tại Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bà phủ nhận nhiều thông tin như cưỡng đoạt tài sản của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên hay lừa nàng hậu ký khống giấy nợ rồi cho người đe dọa để đòi nợ, gài gẫm các thí sinh có tiềm năng để họ ký vào hợp đồng vay nợ. Về vấn đề tranh chấp giữa bà và Hoa hậu Thùy Tiên trước đây, bà Thùy Trang cho biết năm 2017, Thùy Tiên vay bà 1,5 tỷ đồng để làm chi phí tham gia Hoa khôi Nam Bộ. Để đảm bảo, người đẹp đã viết giấy vay tiền, cam kết sau khi thắng giải sẽ dùng cát xê trả và đồng ý bà Đặng Thùy Trang làm quản lý, hưởng phần trăm khi bút show. Tuy nhiên, sau khi đạt giải Á khôi 1 tại Hoa khôi Nam Bộ, Thùy Tiên đã trốn tránh, không hợp tác cũng không trả nợ. Đến tháng 4 năm 2019, Thùy Tiên hẹn bà ra một quán cà phê tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để trả tiền. Tuy nhiên, bà cho biết tại đây, Thùy Tiên bất ngờ xé giấy vay nợ và bà không kịp ngăn chặn. Sau đó, Hoa hậu Thùy Tiên cung cấp những thông tin không chính xác, đồng thời tố cáo bà Trang ra cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trang nói, qua quá trình điều tra, cơ quan xác minh không đủ cơ sở xác định có dấu hiệu tội phạm. Bà Thùy Trang chia sẻ thêm, việc Thùy Tiên vay tiền rồi trốn tránh trách nhiệm trả nợ, cung cấp thông tin sai sự thật cho báo chí, quy kết vu khống bà vào các tội danh như lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản là những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đó là lý do bà quyết định gửi đơn khởi kiện Hoa hậu Thùy Tiên ra tòa. Trước khi bà Đặng Thùy Trang gửi đơn kiện Hoa hậu Thùy Tiên đến Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, đại diện của Thùy Tiên cũng đã gửi công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xử lý hành vi vi phạm hành chính của chủ tài khoản Đặng Thùy Trang vì người này đăng hình ảnh, sử dụng hình ảnh của cô trái phép trên mạng xã hội. Đồng thời, có nhiều lời lẽ từ ngữ ám chỉ, vu khống Thùy Tiên liên quan vụ môi giới mại dâm của Lê Hoàng Long mà Bộ Công an đang điều tra. Sau đó, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh có thư mời bà Đặng Thùy Trang đến làm việc. Hiện, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp cũng có văn bản xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của bà Đặng Thùy Trang về vấn đề tranh chấp hợp đồng vay tiền.